tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3 năm 2021. Sáng nay ngày 22 tháng 11, thành phố Vinh quyết định cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại trường sau gần 3 tháng học trực tuyến. Tăng cường chấn chỉnh hoạt động xe buýt nội thành nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Vừa rồi là phần điểm tin, còn bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3 năm 2021. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trần Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, các thí sinh đạt giải và các em học sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3 năm 2021 được phát động vào ngày 21 tháng 4 và kết thúc nhận bài vào ngày 5 tháng 7. Qua 2 tháng phát động, có hơn 21.000 bài dự thi, trong đó có gần 5.000 bài được lựa chọn gửi về ban tổ chức. Ngoài các bài dự thi bằng tiếng Việt còn có 112 bài song ngữ tiếng Anh Việt và 12 bài dự thi bằng hình thức video. Hầu hết các bài dự thi đều thực hiện công phu. Điểm mới và nổi bật hơn so với 2 năm trước là các bài thi sử dụng nhiều phần minh họa, tạo sự sinh động và cuốn hút hơn. Kết quả, ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể, 35 giải cá nhân và lựa chọn ra được 20 bài xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc. Ở vòng chung kết toàn quốc, tỉnh Nghệ An có 10 bài thi đạt giải, tiếp tục đứng top các tỉnh dẫn đầu về số bài đạt giải cao với 1 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải chuyên đề. Bản tin tiếp tục với thông tin đáng chú ý. Sáng nay ngày 22 tháng 11, thành phố Vinh quyết định tiếp tục cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại trường sau gần 3 tháng học trực tuyến. Để việc tổ chức dạy học được đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn chủ động xây dựng các phương án chia khối lớp học buổi sáng và buổi chiều một cách hợp lý, đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, không để các em tụ tập đông người để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cần chủ động các phương án chuyển từ hình thức học trực tiếp sang trực tuyến khi dịch diễn biến phức tạp. Riêng những học sinh đang thuộc diện cách ly y tế tập trung hoặc đang sinh sống cư trú trong vùng có dịch, nhà trường có các giải pháp tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc dừng cách ly. Thông tin được dư luận quan tâm, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ gần 3 triệu liều vaccine Pfizer BioNTech để các địa phương tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Ngoài ra, đợt này Bộ Y tế cũng phân bổ gần 500.000 ống dung môi cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh thành. Trong đợt này, Nghệ An được phân bổ 99.450 liều vaccine và 16.580 ống dung môi. Dự kiến số vaccine này tuần này sẽ về tới Nghệ An. Ngay sau khi tiếp nhận, Sở Y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục để khẩn trương chuẩn bị cho tiêm lưu động tại các trường học. Theo kế hoạch thì sẽ tiêm lần lượt từ độ tuổi cao xuống thấp. Vì thế, trước tiên sẽ tiêm tại các trường trung học phổ thông trước, sau đó mới đến trường trung học cơ sở. Theo thống kê, Nghệ An đang có 316.527 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Như vậy, cần tới 633.054 liều vaccine. Được biết, hiện toàn quốc có 18 tỉnh thành đang tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Quý vị và các bạn, thời gian qua sau diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, khắc phục khó khăn, hiện nay các nhà xưởng, nhà máy và làng nghề đang đẩy mạnh sản xuất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán cũng như tăng thu nhập cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất tại cơ sở mộc của gia đình bà Phạm Thị Đồng ở xóm 3, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Nhiều đơn hàng bị tạm hoãn, khách đến mua ở cửa hàng cũng giảm hẳn. Cùng với đó, huyện Quỳnh Lưu thực hiện 2 đợt giãn cách xã hội nên xưởng mộc cũng phải đóng cửa. Chính vì vậy, doanh thu giảm hơn 2/3 so với thời điểm trước dịch. Hiện nay, bước vào những tháng cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát, các hợp đồng sản xuất đồ gỗ nội thất tăng trở lại. Cơ sở của bà Đồng đang động viên công nhân làm tăng ca, thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng. Toàn xã Quỳnh Hưng hiện có 2 làng nghề mộc là Nam Thắng và Thuận Giang, với hơn 250 hộ dân tham gia làm nghề. Năm nay do ảnh hưởng của dịch, lượng khách đến mua hàng giảm hơn. Tuy nhiên, để làng nghề mộc phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao, các hộ làm nghề đã chủ động chuyển đổi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất theo hướng cơ khí hóa, điện khí hóa. Làng nghề của xã Quỳnh Hưng là trong cái năm qua thì nó thực ra nó vì cái Covid, cái này là cái chung thôi, Covid-19 thì cái chung. Nhưng mà cái làng nghề thì vẫn phấn đấu thì
không bằng các năm khác nhưng mà nó cũng đạt được cái mức là nó giữ bình yên được như ở cái mức bình thường. So với các năm khác thì bằng 1/3, 1/4 của các năm khác thôi. Đấy, nhưng mà nó đảm bảo được ở cái chỗ là coi như đang giữ nguyên được cái vị thế của cái làng nghề. Tính đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu có 44 làng nghề và làng có nghề, gần 200 công ty doanh nghiệp tập trung sản xuất chế biến đồ mộc mỹ nghệ, hải sản, mây tre đan, bún bánh, vật liệu xây dựng, tạo việc làm cho gần 15.000 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người trên một tháng. Mặc dù năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tuy nhiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo của huyện Quỳnh Lưu nên hầu hết các doanh nghiệp và làng nghề vẫn duy trì hoạt động. Huyện cũng có chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển làng nghề và có nhiều biện pháp kích cầu sản xuất. Xã Sơn Hải đã xây dựng cái kế hoạch là cho ra mắt các cái tổ đội nhóm là chuyên sản xuất kinh doanh là các cái mặt hàng thủy sản và tiếp tục là xây dựng những cái làng nghề trên địa bàn và đồng thời là quy hoạch để xây dựng các cái khu chế biến tập trung cho bà con. Tết là mùa sản xuất kinh doanh của các làng nghề. Thời điểm này, việc sản xuất có vất vả hơn ngày thường, song bù lại, doanh thu tăng cao hơn nên người dân làm nghề ai nấy đều phấn khởi. Đặc biệt dịp này, các cơ sở trong làng nghề còn thu hút một lượng lớn lao động tham gia sản xuất. Qua đó giúp nhiều người có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trong dịp Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, hiện nay các lực lượng thanh tra giao thông vận tải, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách của xe buýt nội thành. Sau khi thành phố Vinh trở lại trạng thái bình thường mới trong đại dịch Covid-19, các hoạt động phát triển kinh tế đã bắt đầu sôi động trở lại. Các tuyến xe buýt vận tải hành khách nội tỉnh cũng đã hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vì vậy, để đảm bảo tốt công tác phòng dịch và trật tự an toàn giao thông đô thị, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các hãng xe buýt quán triệt các lái xe thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch trong vận tải khách cộng đồng và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Trong quá trình dịch bệnh, công ty quán triệt là khách hàng lên xe đã phải khai báo y tế, đeo khẩu trang và sát khuẩn. Còn về an toàn giao thông thì phải đi đúng giờ, không 5 điểm với cả bò trên đường, đón trả khách về đúng điểm. Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng 6 hãng xe buýt nội tỉnh liên tỉnh đã được phép hoạt động trở lại với tần suất khoảng 150 đầu xe. Do dọc các tuyến đường có nhiều điểm dừng đón trả khách của xe buýt nội thành, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông. Vì vậy, nếu các lái xe không chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, hoạt động của xe buýt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trật tự giao thông đô thị, nhất là vào giờ cao điểm. Dọc theo các tuyến xe buýt, tình trạng một số lái xe điều khiển xe chạy chậm, rê rắt để đón khách dọc theo các trạm dừng dẫn đang diễn ra, gây cản trở giao thông. Để kịp thời chấn chỉnh thực trạng này, đội thanh tra giao thông vận tải khu vực 1 đã tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm như không thực hiện 5K trong phòng chống dịch, chạy không đúng lịch trình vận tải, dừng đón trả khách không đúng điểm quy định, nhân viên bán vé và lái xe không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên để hàng hóa trong khoang chở khách. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị, các cái đội thanh tra khu vực phối hợp tốt với lực lượng công an để thường xuyên kiểm tra và xử lý đối với cái loại hình xe buýt, mà đặc biệt chú trọng vào những cái lỗi là dừng đậu sai quy định, rồi chạy sai lịch trình hành trình, biểu đồ xe chạy là được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng tháng thì có thống kê ra soát số lượng xe và lái xe vi phạm để xử lý hành chính theo thẩm quyền của thanh tra giao thông, rồi thì phòng quản lý vận tải tham mưu cho lãnh đạo sở xem xét để xử lý. Để đảm bảo tốt phòng chống dịch Covid-19, an toàn giao thông cho hành khách và người đi đường, ngoài sự tăng cường kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng, các hãng xe buýt cần thực hiện tốt các quy định y tế về phòng chống dịch, đồng thời đôn đốc nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động xe buýt nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.